Xin chào anh em, xin mời anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ. Hôm nay thì mời anh em tiếp tục cùng tôi tới với tựa game Raquel. Một tựa game mà chúng ta sẽ vào vai một cậu bé có cuộc sống ở trong bệnh viện. Ở tập trước thì tôi đã đang theo dấu mà một cái kẻ mà có vẻ như là kẻ đấy là tên trộm ở trong bệnh viện này. Bây giờ là tôi đã vào cái phòng này. Để tôi xem nào. Cánh cửa này bị khóa. À, mình có thẻ này. Bạn không có một thẻ khóa sẵn. Tức là bây giờ tôi phải đi tìm cái thẻ rồi. Một hợp đồng xây dựng nói về việc dừng lại cánh số 2B của tầng 3 là sao? À đây, thẻ khóa đấy. Đọc xem nào. Joji, lần này khi làm xong anh nhớ rút thẻ khóa đấy. Cứ để cửa mở mãi thế kia, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi không muốn gặp rắc rối nữa đâu. Một sấp các thư mục. Thư mục 3 không có gì. Tìm được 5 vàng. Rồi, thế là tôi đã tìm được cái thẻ vàng rồi. Nhưng mà trước tiên là tôi sẽ đi quanh quanh xem ở đây có cái gì không đã. Thang không vào được. Có rất nhiều cái cánh cửa như này mà có vẻ như là chúng ta cần phải có một cái công cụ gì đấy. À, thế là thế tại sao mà, à tôi hiểu rồi, tức là cái thẻ vàng này là mình phải lấy có hai cái mới đi được, tại vì bên kia nó vẫn còn cái kìa. Tôi nghĩ là bây giờ ra đây rút lại cái này này. Đó, ngon. Không biết là cái kẻ tình nghi chạy đâu mất rồi. Một dây đeo có chứa thẻ khóa. Thế là cái này mang đi mở cái gì nhỉ? Cánh cửa này bị khóa. Dán một tờ thông báo. Đọc xem nào. Vì lý do bảo mật, cả 3 thẻ giám sát phải được cho vào ổ để mở cánh cửa này. À, thằng nào. Thằng nào lại có 3 cái thẻ. Rồi. Điều vậy. Đây là cái hệ thống bảo mật vớ vẩn nhất từ trước đến giờ, phải mở 3 cánh cửa để mở cánh cửa thứ tư. Đây có cái xẻng này, không lấy được. Cắt xin rồi. Bây giờ tôi đang không điều khiển cậu bé. Hỏi chấm. À, quyển sách của mình kìa. Sách của mình. Ngon. Ô, lão già. Đúng là một ông già đồ hói thật. Ông lão, bây giờ hơi trễ để có khách tới thăm, phải không? Ông là ai vậy? Ồ, ta là ai không quan trọng. Nhưng nếu nhóc muốn gọi ta bằng gì đó, nhóc có thể gọi là Uma. Rồi. Có phải ông là người trộm thức ăn ở trong căng tin không? Ông đã trộm cuốn sách của cháu à? Ta đoán là nhóc kiểu như đã bắt quả tang ta rồi. Tại sao ông lại đi ăn trộm ở trong bệnh viện? Tại ta đói. Ta xui xẻo. Nhóc muốn ta phải nói gì đây giờ? Khoan đã. Ông sống ở đây à? Tạm thời là vậy. Nơi này không hẳn gọi là nhà, nhưng thế cũng tốt hơn là ở ngoài đường. Ồ, cháu rất tiếc vì ông không có nhà. Ây, sau một hồi là ta quen với việc đó rồi. Vậy nhóc này, có đói không? Nếu nhóc muốn, ta vẫn còn một chút đầu cá có được từ hồi tuần trước. Vãi cả. Dạ thôi, ông ăn một mình đi ạ. Nhưng cảm ơn ông vì đã mời. Nghe này nhóc,
Ta thật sự xin lỗi vì đã trộm cuốn sách của nhóc. Làm ơn, hãy lấy nó lại và tha lỗi cho quyết định sai lầm của ông lão này nhé. Không sao đâu ạ, cháu cũng thường làm những việc kỳ lạ khi cháu đói mà. Bạn đã nhận được Raquel. Và ta hứa, ngày sau khi ta khỏe lại, ta sẽ trả tiền cho bếp trưởng với tất cả những thức ăn mà ta đã trộm. Ta chỉ cần thời gian để sắp xếp vài thứ thôi. Cháu hiểu mà. Ồ đúng rồi. Còn một điều nữa. Nếu ta kể cho nhóc nghe về bí mật của bệnh viện này, nhóc hứa là sẽ không nói cho nhân viên rằng ta đang ở đây chứ? Được, cháu hứa. Thằng bé này ngây thơ vãi. Làm vỡ tôi đi rồi các người sẽ thấy. Tôi đáp trả gấp nhiều lần như vậy. What the hell? Nếu các người có thể cười với tôi thì tôi đã mỉm cười đáp lại rồi. Ô? Con đang làm gì ở chỗ này vậy? Sao tự nhiên bà bác sĩ này từ đâu vào được vậy? Con... Cô không biết làm sao con vào được đây. Nhưng khu vực này đang bị cấm vào. Dù sao thì đi với cô. Mẹ con tới rồi đấy. Cái này nó thông ra phòng nào? Ơ cánh cửa kia nhìn có vẻ như kiểu có phép thuật kìa. Đây rồi, mẹ đến rồi. Mẹ! Sau khi con đã cố gắng rất nhiều để tìm lại cuốn sách của chúng ta, mẹ nghĩ con xứng đáng được nghe kể câu chuyện trước khi ngủ. Mẹ đọc ra quen cho con chứ? Dĩ nhiên rồi. Sau này mà tôi có con, tôi cũng sẽ đọc truyện cho nó. Ngày xưa, có một cậu bé sống ở một nơi rất xa xôi, tên là khu rừng gì đó tôi không đọc kịp mặc dù cậu ấy còn rất trẻ. Cậu bé được coi là một chiến binh quả cảm trong bộ tộc của cậu ấy. Một ngày nọ, cậu bé trở về làng sau một buổi săn bắt và phát hiện được mọi người trong tộc đều đã biến mất. Ban đầu, cậu bé rất lo sợ, nhưng cậu ấy biết sớm được rằng bộ tộc của mình đã trốn khỏi sự nguy hiểm bằng cách lái thuyền tới một thế giới tên là Raquel. Để có thể đến được đó, với họ cậu bé quyết định nhờ sự trợ giúp của vệ thần vĩ đại của khu rừng. Vì có người từng nói rằng Morizora sẽ thưởng một điều ước cho bất cứ ai hoàn thành thử thách của ông ấy. Và thế là cậu bé bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại. Cậu ấy đối đầu với các linh hồn độc ác, đi đến nhiều vùng đất, thậm chí kết bạn với những sinh vật kỳ lạ nhất. Và cuối cùng, Morizora đã thực hiện điều ước của cậu bé, một chuyến đi trên chiếc thuyền phép thuật của ông ấy. Cậu bé giờ đã có thể lái thuyền đi xa và cuối cùng hội tụ với bộ tộc và tất cả mọi người tại một thế giới xinh đẹp, mang tên Raquel. Chúc con ngủ ngon. Sao nó cứ có cái nhạc kiểu âm u nghe ghê ơi ghê. Đây là tôi đã cho nhạc nó nhỏ đi lắm rồi đấy. Mẹ, là mẹ đó hả? Nửa đêm có thằng đập cửa ghê vãi. Thằng bé lại ngủ tiếp. À, Yami đến. Chào. Yami à? Cậu quay trở lại rồi à? Tớ đã nói rồi mà. Bác sĩ đã nói với tớ rằng cậu đã đi lang thang ở khu vực sau. Bây giờ chỗ đó giống như là một công trình xây dựng đấy. Có vẻ khá là nguy hiểm để tới đó chỉ vì một cuốn sách. Nó không chỉ là một cuốn sách. Nó ở đó trong gia đình tớ qua nhiều thế hệ rồi. Bà của tớ đã từng đọc cho mẹ của tớ khi mẹ còn nhỏ. À, vậy là cậu lấy nó lại cho mẹ của cậu. Phải, và cho tớ nữa. Cuốn sách này đặc biệt đối với hai mẹ con tớ. Và cũng đặc biệt đối với ông lão vô gia cư. Miếng bạc bên rìa sách có lẽ bán được khá nhiều tiền đấy. Tại ông ấy đói. Có lẽ ông ấy chỉ đang cố gắng khiến cậu thấy tội nghiệp để ông ấy không đi báo cho người khác. Ơ anh em ơi,
Cái đéo nào mà sao cái thằng Yami nó lại biết là có ông lão nhỉ? Tại vì là cái bà bác sĩ bà ấy vào bà cũng đâu biết là có ông lão ở đấy đâu, đúng không? Tại sao thằng Yami nó lại biết? Thế là mà nó lại chỉ xuất hiện vào những cái lúc kiểu không có ai ở đây nhá. Mà anh em nhìn cái không gian nó lại màu đỏ này thì tôi đoán thằng Yami chỉ là một nhân vật do chính cái thằng bé nó tưởng tượng thôi. Không phải là nhân vật có thật đâu. Có lẽ là vì ở trong bệnh viện này không có bạn bè cùng trang lứa nên là nó tưởng tượng ra. Ông ấy phải là người thấy tội nghiệp cho cậu. Cậu là người bị mắc kẹt trong cái bệnh viện này mà. Ông ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn cậu thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ được rời khỏi đây. Sao thằng cu cu này nó biết nhiều ấy nhỉ? Cái gì cũng biết. Ơ này cậu, tớ xin lỗi vì đã nói như vậy. Không sao đâu, cậu nói đúng mà. Nếu điều này giúp cậu thấy tốt hơn, tớ cũng đang mắc kẹt ở đây. Hai chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây cùng nhau. Cậu nói đúng. Cảm ơn Yami. Tớ nghĩ đó là y tá làm cả đêm. Xin lỗi nhé, tớ nên đi thôi. Yami. Gì thế? Tớ mong cậu sẽ khỏe hơn. Thằng bé này là một người có tấm lòng rất là nhân hậu. Đấy, tôi nghĩ là thằng bé nó chỉ mơ thôi anh em ạ. Chào mẹ. Chào con ngủ ngon không? Con suy nghĩ gì vậy? Con muốn gặp Morizora và xin ông ấy một điều ước. Nhưng mà con biết là điều đó không có thật. Con sẽ phải ở đây mãi mãi đúng không mẹ? Mẹ định để dành bí mật này cho tới khi con lớn hơn. Nhưng mà ok, có cái anh em nhìn ở cạnh cái chỗ tên của bà mẹ có một cái như kiểu cái phong bì thư kìa. Nhưng bây giờ mình nghĩ con đã đủ trưởng thành để biết sự thật của cuốn sách này rồi. Sự thật á? Con có biết tại sao lại có người muốn trộm cuốn sách này không? Vì trên sách có cái gài bạc, họ có thể bán bạc để lấy tiền. Không đâu, con đoán sai rồi. Đây không phải là một cuốn sách bình thường đâu. Đây thực ra là bản đồ đến khu rừng Morizora. Một cuốn sách chỉ cho ta cách tìm gặp Morizora bằng xương bằng thịt. Nhưng mà khi tên trộm lấy quyển sách này, rõ ràng hắn không biết rằng mình cần thêm một vật nữa để có thể đến được đó. Đây là chìa khóa của Raquel. Đây là thứ con cần để mở cuốn sách. Và những cánh cửa nữa. Những cánh cửa nào ạ? Bà cố từng bảo mẹ rằng khi con có cả cuốn sách và chìa khóa thì những cánh cửa bí ẩn sẽ bắt đầu mở ra xung quanh con. Những cánh cửa đưa ta từ thế giới này đến khu rừng của Morizora. À, hay là mấy cái cánh cửa bị đóng gỗ vào nhỉ? Những cánh cửa đó trong bệnh viện này sao ạ? Mẹ cũng không biết nữa. Và có lẽ chẳng bao giờ biết nếu như ta không tự đi tìm chúng. Mẹ muốn con giữ chiếc chìa khóa này. Nó rất là đặc biệt và bây giờ nó thuộc về con. Bạn đã nhận được chìa khóa bạc sách Dracuet. Cảm ơn mẹ. Nhưng mà con phải hứa với mẹ là con sẽ giữ gìn nó thật kỹ. Con hứa con sẽ giữ nó thật kỹ luôn. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có một việc. Hãy đi tìm cánh cửa đến khu rừng của Morizora nào. Bạn muốn trò chuyện với mẹ thì hãy nhấn quy. Ok. Bây giờ là có bà mẹ đi theo rồi. Từ từ để tôi xếp vào. Chào mẹ là gì? Chào con. Khi mẹ còn nhỏ, mẹ đã luôn mơ việc tìm ra một cánh cửa đặc biệt dẫn tới khu rừng Morizora. Ai đó đã để lại cho bạn một bức thư. Bạn cũng muốn đọc nó. Làm vỡ tôi đi rồi các người sẽ thấy. Tôi đáp trả rất nhiều lần như vậy. Nếu các người có thể cười với tôi thì tôi đã mỉm cười đáp lại rồi. Cái này nghe có vẻ như kiểu là một cái câu đố ấy nhỉ. Làm vỡ tôi đi rồi tôi sẽ đáp trả lại. Nhiều cái gì? Ta nghĩ là viết lên trên giấy sẽ dễ nhớ. Chỗ ta ở có cái này điên lắm. Ta đã giấu một thứ để nhóc tới được đây.
soi lên nó một chút và nhóc sẽ tìm được câu trả lời ngay. À, làm vỡ ta đi. Có phải nó nói về một tấm gương không anh em? Nghe cái... từ từ tôi đọc lại nhé. Làm vỡ tôi đi, rồi các người sẽ thấy tôi đáp trả gấp rất gấp nhiều lần như vậy. Tôi nghĩ nó là một tấm gương đúng không? Ví dụ như là bây giờ một tấm gương mà mình đập vỡ nó ra, nó vỡ nhiều mảnh thì nó sẽ soi ra là nó sẽ soi được nhiều nhiều tấm gương nhỏ khác, thì có phải là đấy là trả gấp nhiều lần như vậy không? Nếu các người có thể cười với tôi thì tôi đã mỉm cười đáp lại rồi. Đấy là khi mà mình xoay gương mình cười đấy. Tôi đoán là đúng là đấy là tấm gương rồi. Tôi đi ông nhà vệ sinh tôi đập gương đây. Nếu các người có thể cười với tôi thì tôi đã mỉm cười đáp lại rồi. Có vẻ như ai đó giấu gì đó ở phía sau tấm gương. Thấy không? Chuẩn không? Có. Bạn đã tìm thấy chìa khóa của Uma. Vãi đái. Chìa khóa của Uma thì dùng làm gì? Bây giờ làm vỡ tôi đi thì làm vỡ cái gì? Đây, cửa này à? Ồ, hóa ra là cái kia nó thông với cái phòng này ạ. Thùng chứa đầy cơm hộp. Ở đây rồi. Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Mẹ không chắc nữa. Nơi này thật là kỳ lạ. Mẹ ơi, chìa khóa Rakuen kìa. Ồ. Thế đây là thật hay là thằng bé tưởng tượng ra nhỉ? Có vẻ như là đây là thật, tại vì bà mẹ ba cũng vào đây mà. Cậu bé. Nhá, tôi đọc rất là có tâm. Đây rồi, cánh cửa đây rồi. Mẹ. Sao thằng bé lại buồn này? Con không muốn ở đây nữa. Mẹ biết con à. Nhưng con biết gì không? Gì ạ? Giờ con đã là người nắm giữ chìa khóa. Con có thể biến đến bất cứ đâu. Thậm chí là cả Morizora. Để xin một ước nguyện từ ông ấy. Nếu đó là nơi mà con muốn tới. Chúng ta có thể đi cùng nhau chứ? Dĩ nhiên rồi. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Dạ vâng ạ. Tôi không... Ồ. Người dân Leble. Cái gì mà... Làm sao hai người vào được đây? Chúng tớ đi qua cánh cửa đằng sau này nè. Làm gì có cánh cửa nào đằng sau cậu? Có mà. Tớ nghĩ sinh vật cao lớn đó chắc đã bị đập đầu vào đâu đó trước cơn bão rồi. Bọn họ nói chuyện kỳ lạ quá. Tớ không biết bọn họ vào đây bằng cách nào, nhưng có lẽ chúng ta nên giúp đỡ. Chắc là hai người lạc đường rồi. Tôi chưa thấy hai người ở khu rừng Morizora trước đây bao giờ cả. À vâng, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. À vậy hai bạn là khách du lịch. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng chúng tớ biết hết về chỗ này đấy. Tớ có đọc trong sách rồi. Một cuốn sách viết về chúng tôi sao? Đúng rồi, tớ đã tìm hiểu chút về khu rừng và cả thiên đường phía bên kia đại dương nữa. Ý cậu là Rakuen á? Đúng rồi. Đấy, vậy thì cậu muốn làm gì trong khu rừng, à trong khi ở đây vậy? Ờ thì tớ luôn muốn được gặp hộ vệ rừng vĩ đại Morizora.
Ngài Morizora, ngài ấy sống trong một hang động nằm ở phía tây bắc của ngôi làng này. Nhưng tôi nghe nói ngài ấy đang chìm trong một giấc ngủ rất là dài mà không dễ đánh thức ngài ấy đâu. Dù sao thì nơi các bạn đang ở cũng là nhà trọ của ngôi làng Le Blair, nên cứ thoải mái như ở nhà nhé. Và nếu hai người cần gì, cứ nói chúng tôi biết. Những sinh vật đó trông thật thú vị. Cậu có để ý khi bọn họ quay lưng lại chưa? Bọn họ không có đuôi. Thế nào nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu. Hoặc là nói xấu về lưng của họ. Này, xin lỗi, tớ đâu có ý nói xấu. Tớ chỉ chưa bao giờ thấy sinh vật nào như thế cả. Xong chưa? À đây, tôi đi rồi đây. Từ từ. Từ từ, nói chuyện với mẹ đã. Chào con. Mẹ thế nào rồi ạ? Những Le Blair có một ngôi làng đáng yêu. Mẹ chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ có một ngày được đứng ở đây cùng với bọn họ. Đây như kiểu trưởng làng à? Ái chà chà, chúng ta có gì ở đây nào? Hai con mặt mới mẻ xuất hiện ở đây. Khu rừng của ngài Morizora. Ông là gì vậy ạ? Ta là gì ư? Dĩ nhiên ta là một Le Blair rồi. Còn cậu là gì? Dĩ nhiên cháu là con người rồi. Con người à? Loài đó có giống như loài ngựa không? Dù sao thì mọi loài vật đều được đón chào tại làng Le Blair, nên hai người cứ thoải mái như ở nhà nhé. Thằng này nó ngứa ngáy vì muốn đi du lịch khắp thế giới. Tôi biết nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng tôi nghe nói Winston cũng đã từng xây thuyền trước khi anh ta tới đây. Có lẽ anh ấy sẽ xây lại thuyền trở lại. Winston là ai vậy? Là một thợ mộc Le Blair sống ở cạnh bờ sông. Anh ta rất tốt bụng, nhưng chẳng mấy khi trò chuyện với người khác. Từ khi anh ta tới khu rừng thì tôi đã luôn thấy Winston chăm sóc những người cho người vợ đang hôn mê của mình. Không biết cô ấy đã gặp phải tai nạn gì nữa. Một thợ mộc chăm sóc cho vợ mà người vợ thì bị hôn mê không tỉnh, giống như là cái cặp vợ chồng ở trong bệnh viện của mình đúng không? Winston. Ông gấu Tony. À đây này, ông Tony này. Ông Tony là ông có cái hộp nhạc mà rất là khó tính ấy, cứ liên tục phá hoại khu vườn của chúng em. Ông ấy chỉ có hai tâm trạng thôi, giận dữ và bực tức. À, ông gấu Tony và thợ mộc Winston à. Chúng tôi là trợ lý của đầu bếp Panky. Đây là đầu bếp Panky này, toàn những người ở trong viện anh em ạ. Làm việc đúng là vui thật, nhưng anh ta bắt chúng tôi làm việc nhiều lắm. Chúng tôi lén ra đây để nghỉ giải lao một chút thôi. Làm ơn đừng nói cho anh ta biết. Đây có cái hòm. Sao để vào? À đây. Tìm được 10 gold. Game này nó có chạy không nhỉ? Hình như là nó không có chạy đâu. Từ từ. Tôi ra đây tôi xem là trong đây có mấy ngôi nhà này. Cora này. Wow, chị chưa thấy hai người bao giờ hết. Hai người tới đây hả? Mới tới đây hả? Thường thường thì giờ này chị sẽ đi bán dụng cụ vẽ, nhưng giờ chị đang bận sửa lại nhà cửa sau cơn bão. Cơn bão nào ạ? Có một cơn bão mới kết qua ạ. Bão rất lớn luôn. Nó tàn phá gần cả ngôi làng. Tre thì mọc lên khắp mọi nơi, chặn hết đường đi, nên bây giờ mọi thứ điên khùng lắm. Mà vấn đề lớn nhất bây giờ là tất cả những cây đậu thần liên kết tới khu rừng, à, kết với vùng đất trên mây đã bị phá đổ hết. Vùng đất trên mây ạ? Ừ, một nửa dân số của bọn chị sống ở những hòn đảo trên trời. Bọn chị không thể lên đó nếu mà không có cây đậu thần.
Thường thì bây giờ chị sẽ bán dụng cụ vẽ, nhưng mà giờ chị bận sửa sang lại nhà. Ừ, biết rồi. Trông chị hơi lo lắng ạ. Chị đoán là chị chỉ lo những người dân khác trong làng. Mọi người ở đây đều là làm việc rất là chăm chỉ, và chị cảm thấy cơn bão đã khiến cho bọn chị có hơi nhụt chí. Chị muốn có thể làm gì đó để giúp đỡ cho bọn họ. Thường thì giờ này chị khổ quá, chị nói hơi nhiều đấy. Thế là những cái nhân vật ở trong ngôi làng này ấy, nó như kiểu là một phiên bản khác của những người sống trong bệnh viện. Từ từ để tôi thử xem có quay trở lại bệnh viện được không ạ. Đây này, cây tre này. Mẹ không nghĩ là bây giờ mình có dụng cụ chặt cây đâu. Thế là tức là tôi phải đi kiếm dụng cụ để chặt cây. Rồi, ok. Chúng ta thử quay lại bệnh viện xem nào. Quay lại được bệnh viện này. Thế thì để tôi quay lại bệnh viện xong rồi tôi đi nói chuyện với mọi người bệnh viện đã. Để tôi tìm hiểu thêm về tính cách của những người trong bệnh viện đã. Bác Tony thì là tôi nói chuyện rồi, ông ấy khá là cáu kỉnh. Đầu tiên là hỏi cô Ra này. Chị kể cho em nghe mọi người ở đây đi. Ông Tony trước nào. Ông Tony đang giấu giếm điều gì đấy. Lúc nào cũng cau có, nhưng mà có hộp nhạc nhỏ xíu. Tức là ông đấy có một cái gì đấy liên quan hộp nhạc nhá. Một hộp nhạc rất là dễ thương. Từ từ. Tôi rất ghét cái menu của cái trò này. Ấn kiểu nó hay bị... Mình ấn để cho chữ nó chạy nhanh ấy, thì nó lại hiện cái menu lên, xong ấn menu. Siêu à? Siêu là một cô bé dễ mến, nhưng mà bị bà ám ảnh. À đây, bị ám ảnh là vì vào viện mà chưa kịp chia tay bạn bè đây. Hôm qua là tôi cũng có nói chuyện qua rồi. Chú Jackie chính là cái ông bác sĩ truyền máu kìa, dễ gần và rất là giỏi về kỹ thuật. Rồi, Jackie. Hỏi Jackie về, Jackie có nhiều thông tin về những người khác nữa. Đầu tiên là hỏi về Panky. Panky là ông đầu bếp à? Bếp trưởng Panky thấy anh buồn chán sẽ cho một cây kem. Rồi. Kisaburo chính là ông bác mà bị như kiểu là bị ung thư ấy. Nhưng mà kiểu như là đầu óc ông ấy cứ bị đãng trí dần ấy. Mất trí nhớ tạm thời. Báu vật bị chôn giấu à? Cô Daniel. Daniel là cô gái tóc tím thường ngồi ở căng tin. À, Daniel là người mà may mấy con gấu bông cho tình nguyện viên, may mấy con gấu bông cho các cái bệnh nhân khác ở trong bệnh viện này. Đây còn đây là chính là Winston đây, thợ mộc Winston chăm vợ bị ốm đây. Ông Tony, chị Cora, nói về Cora nè. Cora và bạn của cô bé đang làm một dự án nhỏ để khích lệ tinh thần của mọi người ở bệnh viện. Tức là đấy là những tình nguyện viên, cho nên là họ rất là tốt và được mọi người ở đây yêu quý. Lần trước chú có nghe họ gọi mình là Towel Cape Hero. Sao? Cháu muốn biết về ai nào. Thôi được rồi, những người này mình biết hết rồi. Vào... À, mình còn phải đi tìm bi cho em Siêu này. Chú Winston. Vợ của chú Winston đã bị hôn mê lâu lắm rồi. Các bác sĩ cũng không biết liệu cô ấy có tỉnh lại nữa không. Chuyện của họ buồn lắm. Thỉnh thoảng tớ nghe thấy tiếng chú Winston nói chuyện với cô ấy, kể cả khi cô ấy đang ngủ mê. Chú ấy xin lỗi rất nhiều và còn hỏi em có nghe thấy anh không. Tớ không giao tiếp nhiều lắm đâu. Được rồi. Những người kia mình biết hết rồi. Nói chung là những cái nhân vật trong bệnh viện này tôi biết hết rồi. Không còn ai là tôi không biết thông tin nữa. Cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục hành trình vào trong thế giới kia thôi. Cứ thử nói chuyện với cô bác sĩ nào. Công việc điều tra của cháu sao rồi? Tìm thấy manh mối gì chưa? Cháu lấy được sách lâu rồi cô ạ. Cái này nó có hai câu đố. Đập vỡ ta đi thì ta sẽ trả lại nhiều lần đấy. Cái đấy thì tôi đang chưa hiểu là cái gì.
Được cái là mình có thể đi lại giữa hai thế giới nên cũng không vấn đề gì lắm. Xếp vào phát ra nào. Ok, tôi cắt tập này ở đây nhá. Chúc anh em lúc nào cũng mạnh khỏe và an toàn. Tập sau thì tôi cắt ở đây xong rồi tôi sẽ chơi tiếp luôn. Tôi mỗi lần là tôi sẽ chơi 2 tập, mỗi tập chỉ 30 phút thôi. Anh em xem cho đỡ ngấy. Bye bye.